Chi phí mà lại không làm ra tiền đó thì làm sao chị lắp lại những cái ngày như thế này? Không sao đâu em, trời ơi chị hỏi tiền giỏi lắm. Hỏi hết nhiêu rồi? Chuyến trước đi là chị hỏi hết 2 triệu rồi. Ồ vậy hả? Chuyến trước đi là chị đã hỏi hết 2 triệu rồi đó. Rồi làm gì trả lại? Thì từ từ. Chị nhìn vào đôi mắt con mẹ sung sướng vui cười, nhớ đi bộ đội mà thằng Tâm nay đã lên người. Nếu nó chưa có nơi nào gả nghĩa, đợi nó về mẹ sẽ làm đám cưới cho con. Em vội chạy ra sau, hai tay ôm mặt, nước mắt thương chờ chạy mãi giữa lòng sông. Chợ mới đón anh, đón người rể mới, còn buồn không anh, sao chẳng thấy anh về. Chị cũng không biết nói sao nữa, tại vì nó hỗn độn, nó hồi hộp lắm. Tại vì cái mong muốn của mình là gặp đúng người thân. Nếu mà không gặp được thì lại phải mắc đi tìm kiếm nữa và cũng phải ngóng tin nữa. Nhưng mà chị hy vọng là phải. Bên vợ ông cụ, có còn nhớ được cái tên của ông già vợ hay là bà già vợ, hoặc là những cái người em vợ hay là không? Ông cụ còn nhớ ai không? Ấn tượng về một người nào đó hay không? Nhớ thằng cục giò đó, lên gì quên rồi trời. Nó đi bộ đội cái gì đó, cục hai giò sát tán gì luôn rồi. Đâu cũng khúc. Thằng thứ 8 về rồi thứ 9. Con đúng là cảm thường của cha đó. Mẹ nói là đó cha đi ngủ lúc nào cũng cổng vào trên lưng hết trơn á. Dài xuống theo nhà cụ bác rồi chơi cụ cổng trên lưng rồi làm chậm hưng thì cổng ẩm bên bên. Dạ. Thằng thứ 8 về rồi thứ 9. Dài xuống theo nhà cụ bác rồi chơi cụ cổng dẫn lên rồi làm chậm hưng thì cổng ẩm bên bên. Dạ. Mặt cha nè. Chứ đau khổ lắm Hường ơi. Đi chứ chờ mong vẫn mà chờ về thăm hai con rồi cha đi, cha chết cha cũng không buồn được. Nhưng mà cái cha cái số mạng cha lần đợt đau đau vậy. Gần 40 tuổi đời, nhưng chị Hường bỗng như bé lại trong vòng tay ấm áp của người cha sau hơn 30 năm thất lạc. Cũng gần 40 năm ấy,
Quãng thời gian quá dài cho một kiếp người gặp lại con mình trong một cái cảnh không ai ngờ tới. Gia đình đó thì người còn người mất, khiến ai cũng đau lòng. Nhưng đối với ông Tư á, hôm nay có lẽ là ngày ông vui nhất trong cái khoảnh khắc cuối của cuộc đời. Thôi, dù sao cũng đã qua rồi. Những giọt nước mắt hạnh phúc của tình phụ tử đã lăn dài trên má của những người trong cuộc, và cả những người được chứng kiến như tụi mình. Sau đoạn video clip này, rất mong ông Tư và con của mình sẽ có những ngày sum họp trong một căn nhà ấm cúng hơn, để chấm dứt một khoảng thời gian lên đên quá dài đối với ông. Tết này chỗ nào cũng đậu là tôi biết rồi, đi chợ chợ nó lũng cái không gì chơi. Cái nữa là cua, ngày xưa ông Tư nói là ông Tư đi với bà Tư là không có giận hờn gì hết á, không, và thậm chí là bà Tư có mua cua cho ông Tư đem lên cho ông Tư luộc ăn. Cơm là bà Tư tự đi đặt lú đổ lên. Bây giờ chỉ cho tụi luôn. Em và mọi người cùng xem cua với tôm mới vừa để dưới ghe được không? Ở dưới ghe đi xuống ghe đi, chị đi xuống ghe tham quan luôn. Ồ vui quá. Cho để đó con. Để chị lên đi không? À chú Tư. Dạ. Đâu quay lại cho em xem với. Ông Tư được mọi người thương lắm á chị. Ồ con cua khổng lồ luôn kìa. Ờ sáng đi sớm ha. Con tôm này là tôm sú luôn á. Tôm sú. À ngon quá. Rồi mấy con cua khổng lồ luôn. Luộc cho ông Tư ăn cho ông Tư vui. Nè chiếc ghe mới chị thấy im không? Mua quần áo nữa hay gì chị? Ờ, sáng chị mua cho cha chị hai bộ đồ. À, hai bộ đồ của ông cụ. Ừ, đúng rồi, sáng chị mua cho đồ đẹp quá ha. Bộ đồ đi gom me, dài tay cho ông cụ mặc cho ấm. À, ôi trời. Sáng chị phải ghé chợ, chị mua, chị lựa đó. Dạ. Ờ, đẹp quá ha. Ông cụ không biết được bao nhiêu bộ đồ luôn á. Bởi vì chị cũng không biết nữa. Dạ. Nên là từ từ rồi chết mình... à. Dạ. Đau luôn nè. Đau. Hôm trước là tụi em đồ đó Đạt đi mua đó. Vậy đó hả? Dạ, đúng rồi. Ừ. Cũng gần cuối đời rồi, mong ông á sống vui vẻ với chị. Chị cũng mong là rước cha về để phụng dưỡng. Dạ. Sớm chiều có nhau, cha con có nhau cũng đỡ. Dạ. Thú thật là để cha sống như vậy á, chị cũng không có an tâm tí nào hết trơn á. Mưa gió rồi, chị tuổi cao quá. Gió. Mùa này đỏ rồi mấy em thấy hả, rồi tới mùa mưa bão rồi tới nè. Ừ. Rồi sống như vậy á, chị cũng không yên tâm nữa. Nhưng mà ở dưới lên đây em đâu phải là, em thấy nó đâu phải là gần đâu. Dạ. Chạy cũng phải mấy tiếng đồng hồ mới tới chứ đâu phải là gần đâu. À. Ừ. Nè sáng nay ông có được chiếu nè, không gầy á, chị biết là ông ngủ á là lấy lượm mấy cái bao này nè. Ông đang lại ông kê gói nè, kê làm gói á. À. Hôm nay thì mua chiếu với lại gói cho chị ông. À, bữa hôm chị là có lên đó, chị có hỏi, ông nói là ông có đủ hết rồi. À, ông sợ chị tốn tiền hay sao? Đó, chị tính đi chợ mua hết, nhưng mà ông nói là chị có, ông có đủ hết rồi, ông không thiếu gì hết. Cho nên là chị không có mua. Lần này chị mới cỡ nào cỡ chị cũng lên chị ấy. Nè nè nè, chị lấy cái gói ông đằng sau kìa. Thấy cái gói không? Cái này là cái gói đó hả? À, đó, đâu chị dở lên cho mọi người xem cái gói của ông Tư rồi. Đó. Thật là bây giờ mới thấy được là đúng là chị bất hiếu thiệt luôn á. Bây giờ cuộc sống chị vất vả lắm, nhưng mà dù sao chị cũng lo được cho con cái chị. Chị không có bỏ. Chị còn hai người con đi học nữa mà, đúng không? Đúng rồi, chị đang nuôi hai thằng con đi học mà. Một thằng học 12, một thằng học lớp 8. Một người học 12 là
Năm nay là hết lớp 12 hả chị? Năm nay hết, đang học 12 đó. Năm nay là hết 12 đó em. Chị ở dưới là, chị là, em biết chị là, chị là mẹ đơn thân. Đúng rồi. Thì chị nuôi hai bé được bao lâu rồi? Chị nuôi hai bé tính ra là từ thằng nhỏ là thằng lớn là năm nay học 12 đó, chị cũng một tay chị nuôi không mà. Tuy rằng ngày xưa lúc trước chị có chồng, chị sống bên chồng thiệt, nhưng mà cũng chột mình chị mần lo à. Rồi sau khi thôi ra gọi thì ra tò được cũng được năm rồi. Chị dọn ra ngoài ở riêng cũng năm rồi. Bây giờ cũng một mình chị lo. Rồi thời gian tới thì bé nói có nói là định hướng học gì không? Chị đâu không có khả năng, đâu có khả năng đâu cho bé vào đại học em. Cho nên định hướng của chị là sẽ cho học thi lấy bằng 12 xong rồi sẽ cho đi bộ đội. Sau khi đi bộ đội về thì cho nó chọn một cái nghề nào mà nó yêu thích á. Rồi nó tự làm, rồi nó tự sau này nó tự nuôi thân nó được. Chứ chị cũng ngại lớn tuổi, cũng rồi cũng già đi rồi chứ có sống hoài được lo cho tụi nó hoài đâu. Chị năm nay là nhiêu rồi chị? Chị Tết này chị 40 rồi. Lúc trước á em có biết rằng á chị sống trọ và chị lột gì? Chị ly lột tôm. Lột tôm. Hiện tại chị vẫn đang ở trọ mà. Một ngày bao nhiêu? Cấp mùa tôm nhiều á thì một ngày 200 mấy 300. Còn bây giờ thì 2-3 bữa mới làm được ngày đổi tôm ít lắm, ngày buổi làm một buổi 100 mấy à. Nhưng mà 2-3 bữa mới có được bữa. Nhưng mà tại sao á em nói là để em, chị có cần không em xuống em quay hỗ trợ, tại sao chị không chịu? Tại vì chị có nhiều nghề lắm, chị làm đủ thứ công việc hết, nhưng mà ai thuê ai mướn gì chị cũng làm hết, cho nên là xoay sở chị lo được. Chị lo được nhưng mà cái việc mà bé đi học á, bé không có cái công ăn việc làm, sau này bé nó sẽ làm công nhân nữa thì sao? Thì chị cũng cố gắng để lo cho bé được, nó cháu nó được cái nghề đó, vì sao nó có cái nghề nó tự nuôi thân nó là được. Đối với chị là một người mẹ mà nuôi hai đứa con ăn học vậy thì mỗi một ngày chi phí đi học với lại tiền sách vở đồ luôn là bao nhiêu tiền? Mỗi một ngày nếu mà dưới 200 là chị không sống nổi. Chị mần một ngày dưới 200 chị không sống được. Tại vì em nghĩ là trọ bây giờ, tiền trọ bây giờ hơn một ngày hơn 30 mấy ngàn tiền trọ rồi. Với điện nước đồ luôn là hơn một tháng là trên 1 triệu. Thì ngày 30 mấy ngàn rồi. Hai đứa nhỏ đi học ngày 45 ngàn nữa. Là tiền cho nó đi học. Rồi tiền ăn, hai mẹ con ăn ngày. Tại vì ở trọ mà em biết đâu có chồng trọ cái gì được, cái gì mình cũng phải mua hết. Nhưng mà cũng gói ghém dữ lắm. Thêm cộng thêm một cái nữa hả, những cái người xung quanh đó họ thương lắm, có gì ăn họ cũng xách qua cho hết trơn á, cho nên cũng ít có mua đồ ăn, người cho ít. Rồi cộng với chính quyền địa phương á, Tết cũng quà cáp này kia, đường gạo một còn này kia, chị cũng ít có mua. Tại vì có nhiều mạnh thường quân người ta cũng cho ở địa phương đó, rồi địa phương thấy hoàn cảnh của chị nên cũng cho lại. Nhưng mà em nói, em ngỏ lời với chị thì em nói quay để mà có thể có mọi người cùng chung tay hỗ trợ với chị á. Tại chị ngại là do em quen với chị hay là như thế nào? Không, chị chỉ muốn là bây giờ chị còn sống được, chị lo được. Chị muốn là các em cứ lo cho những người ta không có hoàn cảnh giống như tội thương, đáng thương hơn chị, tội nghiệp hơn chị. Thì em hãy chung tay lo cho những người đó. Giống như những người mà không còn khả năng lao động, những người hết sức lao động thôi. Như chị là chị còn lao động được, chị còn làm được, chị lo cho con chị được. Cái thằng bé nó lớn nó học giỏi không chị? Nó học từ lớp 1 cho tới lớp 9 là học thương tiên tiến. Rồi 3 năm sau này thì nó chỉ trung bình thôi. Bé có nói là ước muốn bé học gì không? Nó thì nó cũng chưa có định hướng được gì hết. Tại vì nó thấy hoàn cảnh nhà vậy đó. Dạ. Thì nó cũng, nói chung hai thằng nó có hiếu đó, nó bù lại cho cha nó. Hai thằng nó có hiếu với chị lắm, nó thấy hoàn cảnh vậy, chào em, nó thấy hoàn cảnh chị như vậy nó cũng không có đòi hỏi gì nhiều lắm, nó cũng chỉ là gán đi học, nó cũng như ước muốn của nó thì cao lắm em. Sau này con đi gán đi học, mần lương phải một tháng từ hơn 10 triệu con mới lo cho mẹ được, con còn phải lo cho mẹ đi chơi, tại vì nó biết đánh mẹ nó mê chơi lắm, cho nên là nó nói con sẽ cho mẹ mần thật là nhiều tiền rồi sẽ cho mẹ đi du lịch vòng vòng tất cả. Mà ngày hôm nay á chị lên đây thăm ông Tư nè, vừa tốn chi phí mà lại không làm ra tiền đó thì làm sao chị lắp lại những cái ngày như thế này? Không sao đâu em, trời ơi chị hỏi tiền giỏi lắm. Hỏi hết nhiêu rồi? Chuyến trước đi là chị hỏi hết 2 triệu rồi. Ồ vậy hả? Chuyến trước đi là chị đã hỏi hết 2 triệu rồi đó. Rồi làm gì trả lại? Thì từ từ. Chị có ngại khi mà công bố cái số tài khoản của mình hay là số điện thoại của mình lên trên clip này không? Số điện thoại thì thôi, cứ điện thoại thì em cứ cho là được rồi, ai cần thì em cứ cho. Nhưng mà những người đó chị thương, chị rất là
thương những người đó, hồi người ta rất là cảm ơn những người đó luôn á. Tuy rằng không có bà con dòng họ chứ, nhưng mà người ta điện, người ta hỏi thăm rất là nhiệt tình luôn. Người ta đồng cảm chia sẻ với chị á. À, người ta đồng cảm với ông Tư, đồng tạ cảm với cái cuộc sống của ông và cái quá khứ của ông nữa. Và hiện nay á, người ta khi xem cô bác của anh chị xem được đoạn clip này sẽ đồng cảm với chị nữa. Phải hỏi mượn tiền để đi nhìn nhận lại cha. Thì chắc có lẽ là chị Hường á là một người mẹ đơn thân thì cũng ngại công bố cái số điện thoại này. Dạ. Nếu như mà cô bác của anh chị nào có ngỏ ý muốn giúp đỡ đó thì có thể liên hệ với Bùi Hồ để Bùi Hồ có thể cho riêng cái số điện thoại để hỏi thăm về cái cuộc sống của chị Hường. Thôi thì tí xíu nữa chắc có lẽ là chị sẽ luộc cua cho cha ăn. Dạ. Gửi cho cha ăn luôn. À, gửi cho cha ăn luôn. Rồi chị. Luộc cua xong còn phải gửi từng miếng thịt vậy cho cha ăn. Dạ. Là ngày được trả. Một ngày hôm nay đâu mà chị chỉ muốn là trả hiếu cho cha cả đời luôn á. Cha không. Còn sống được ngày nào chị sẽ trả hiếu cho cha ngày nấy. À. Chị sẽ thay em của chị lo cho cha. Tại vì em nó còn phải lo cho mẹ nữa. Chị sẽ thay em của chị là lo cho cha. Thêm cái nữa nó sau này nó còn gia đình, nó còn cưới vợ rồi con cái nó nữa. Nó không có nghề nghiệp ổn định nữa. Nhưng mà chị thì tương lai chị chắc là sáng hơn á. Tại vì con của chị giờ nó đang đi học mà mình cứ hy vọng như vậy đi đúng không? Hiện tại là không có gì để nó gọi là sáng hết. Nhưng mà sau này hy vọng là tương lai của chị sẽ tươi sáng hơn. Lúc đó chị đủ khả năng chị lo cho cha chị cả đời là được rồi. Anh Sầm Hưng năm nay là 31 hả? 32 tuổi rồi em. Mà chưa có gia đình luôn. Chưa. Thôi thì bây giờ không có muốn nói nhiều nữa. Chị có thể luộc cua để... À rồi.